Bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ môi trường, công ty cổ phần công nghệ môi trường sạch giới thiệu máy lọc nước đỉnh cao. Khi môi trường đang trở thành chủ đề nóng trên toàn cầu, việc tiếp cận nguồn nước sạch đã không còn là mong muốn cá nhân mà trở thành trách nhiệm của toàn xã hội. Nhận thức được vấn đề này, công ty cổ phần công nghệ môi trường sạch chính thức ra mắt máy lọc nước đột phá, đặt ra tiêu chí mới cho ngành công nghiệp lọc nước. Công nghệ vượt trội. Chúng tôi không chỉ lọc nước, chúng tôi làm sáng nước, với công nghệ lọc đỉnh cao tiêu diệt mọi tạp chất và vi sinh vật gây hại, mang lại nguồn nước trong lành, tinh khiết như nguồn suối tự nhiên. Đón đầu xu hướng bảo vệ môi trường. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra nước sạch, sản phẩm của chúng tôi còn góp phần giảm thiểu lượng rác thải nhựa, hướng đến một tương lai xanh, bền vững cho thế hệ sau. Dịch vụ không chỉ là sau bán hàng. Đối với chúng tôi, mỗi khách hàng là một đối tác chiến lược. Đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, tận tâm sẽ đồng hành cùng bạn, không chỉ trong quá trình lựa chọn sản phẩm, mà cả trong quá trình sử dụng. Cam kết về chất lượng Với tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, chúng tôi cam kết mỗi sản phẩm ra mắt đều đạt đến đỉnh cao về chất lượng, đem lại sự an tâm cho người tiêu dùng. Những tựa đề văn học Việt Nam Website công ty cổ phần công nghệ môi trường sạch.com Số điện thoại 0986 299 216